bàn cổ khai thiên hậu thân tổn, 12 đại tổ vu xuất thế, vu yêu đại chiến sau nhân tộc hưng khởi, đạo môn hưng thịnh nhất thời, vu gia đệ tử tránh xa một phương. Vu tộc mỗi khi mong quốc có biến cố, thì đứng ra vì dân mà chiến, xuất hiện không biết bao nhiêu anh kiệt. Nhưng Phật đạo nho tam giáo lại vì đạo thống kê của mình mà so sánh, cố ý hợp lực chèn ép vu môn. Gọi vu môn là ma môn, gọi vu pháp là tà đạo. 12 tổ vu được gọi là 12 ma thần. Mấy vị trưởng lão cuối cùng trong Vu môn vì bảo tồn một chút cốt huyết cuối cùng của Vu môn, liền từ trong 12 gia truyền nhân tìm ra một ít tộc nhân tư chất tốt, chọn dùng mật pháp Vu môn phong ấn chân linh bổ mạng. Khiến cho nó phân tán tới các nơi, cùng phàm nhân giống nhau tiếp nhận luân hồi chuyển thế, trải qua vài lần chuyển thế sau lại nhìn cơ duyên mở ra bản mạng chân linh, chấn hưng vu tộc. Hôm nay truyền nhân tái hiện vì đoạt lại vu môn đại thánh hạ vũ luyện trấn quốc cửu đỉnh hưng thịnh quốc vận trung hoa mà chiến cửu đỉnh tại nhi quốc thế thịnh cửu đỉnh thất tắc quốc thế bại xem thủ đoạn vu môn của ta mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một biến thái đại thúc phỏng vấn bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chu Trạch Cầu là một nhà thiết kế đồ họa đang thất nghiệp, năm nay 27 tuổi. Bây giờ là 10 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, Chu Trạch Cầu ở trên giường trở mình, bò dậy. Bởi vì hôm qua anh có hẹn với một công ty đầu tư, hôm nay 11 giờ đi phỏng vấn. Tuy rằng nghe nói hoàn cảnh bên ngoài không tốt, nhưng đối với một người từ nhỏ vô tâm vô phế như Chu Trạch Cầu, tiêu chuẩn 95 sau đó nói, cuộc sống vẫn không có gì khác thường. Lúc này sau khi thất nghiệp nằm yên ở nhà ba tháng phát hiện tặng quà cho chị gái trực tiếp cũng sắp hết đạn dược mới nhớ tới nên tìm một công việc trư giác đạo diễn anh sắp xếp cho tôi thiết lập người quá bình thường đạo diễn cao xuất phú phải thêm tiền không nói nhiều nữa sau khi tắm rửa xong anh mở laptop ra sửa sang lại tác phẩm trước kia của mình đương nhiên quan trọng nhất còn phải xóa bỏ một chút phim giáo dục khoa học âu mỹ nhật bản lưu trong máy tính nếu không, đến lúc đó khi biểu diễn tác phẩm để cho ông chủ nhìn thấy các loài sở thích khẩu vị nặng của mình thật sự bất nhã. Đương nhiên, gặp phải một ông chủ có cùng sở thích với hắn là ma phi bắt điều lại là chuyện khác. Hiện tại chu trạch cầu ở hai phòng này là sớm 3-4 năm trước trong nhà bỏ tiền ra mua, khi đó giá phòng không đắt. Điều này cũng làm cho hắn ở trong thành phố tiêu phí cao này không cần mỗi tháng vì tiền thuê nhà mà rầu rĩ. Đến tòa nhà văn phòng trung tâm thành phố này, Chu Trạch Cầu không khỏi nhíu mày, bởi vì tòa nhà này là loại tòa nhà thương mại có tính chất FOHO, chỉ có công ty nhỏ lập nghiệp mới có thể lựa chọn nơi làm việc như vậy. Chỉ hy vọng đừng là loại công ty đầu tư tặng trứng gà cho lão thái thái lừa các nàng mua nghĩa trang A, hắn nhẹ nhàng thở dài, đi vào đại sảnh, ngẩng đầu tìm được vị trí trong thang máy, sau khi đi vào ấn nút tầng 18. Thật sự là buồn bực A, à, nhà này ông chủ có điểm vấn đề sao? 18 tầng cũng thuê. Hóa ra, các công ty đầu tư không thích tầng thứ 18, có câu nói về 18 tầng địa ngục. Chu Trạch Cầu một bên miên man suy nghĩ, một bên sửa sang lại tóc của mình, vì thời khắc nào cũng thể hiện ra cái gọi là khí chất nghệ thuật của một nhà thiết kế đồ họa, hắn nhuộm tóc một chút, lại mang theo một khung kính không có kính, ngược lại còn hiện ra vài phần cảm giác ẩm ướt. Chu Trạch Cầu vừa ra khỏi thang máy, đột nhiên cảm thấy từ lòng bàn chân dâng lên một luồng khí lạnh cực kỳ âm lãnh, theo hai chân thẳng hướng nửa thân trên đánh úp lại hắn không khỏi rùng mình một cái hắn đi dọc theo hành lang vài bước nhìn địa chỉ công ty ghi trong điện thoại di động phòng 1814 trời ạ à, ở tầng 18 còn muốn chết hắn vừa lẩm bẩm một bên theo hành lang bắt đầu tìm công ty này tòa nhà này có kết cấu điểm toàn bộ bố cục chính là một hình chữ hồi cuối cùng cũng tìm được căn phòng 1814 này ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cửa viết. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vô địch. Danh tiếng thật sự là lôi nhân A, đáng tiếc chính là một gian văn phòng thảo đại gánh hát. Chu Trạch Cầu cũng có chút hối hận. Hắn vừa định ấn chuông cửa, kết quả cửa tự động mở ra. Cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy một người trung niên ước chừng hơn 40 tuổi, đang ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc lá, một cổ mùi thuốc lá sặc người, che kín cả gian phòng mệnh khổ không thể trách chính phủ a à, như thế nào lại gặp phải nông dân doanh nhân chu trạch cầu cố nén một bụng oán khí đi vào cửa tự động đóng lại sau lưng hắn chu trạch cầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi nói là tạ tổng sao tôi là chu trạch cầu hôm qua có hẹn đến ứng tuyển chào nhóc ngồi đi trung niên nhân trên bề cửa sổ quay đầu nhìn một chút cười ha hả nói chu trạch cầu tại chỗ có loại hóa đá cảm giác đây là cái gì xưng hô phương thức a à, còn gọi người ta tiểu quỷ người rất già rất trâu bò sao tưởng mình là lão thủ trưởng hồng quân chứ chu trạch cầu cũng không thèm để ý đến hắn sau khi ngồi xuống tự mình quan sát hoàn cảnh văn phòng cái này không nhìn không sao cả vừa nhìn thật đúng là hoảng sợ trong phòng bày biện ngược lại là tương đối đơn giản hai cái bàn hai cái máy tính một bộ bàn trà cùng mấy cái sofa mà đồ vật trên tường thì rất quỷ dị trên mặt tường thuần trắng lại dùng màu dầu vẽ 12 quái vật dương nanh múa vuốt. Hắn duỗi dài cổ, nghiêm túc nhìn lại, thậm chí có một loại cảm giác tâm thần bị cướp đi, cảm thấy một cổ khí tức bạo ngược thái cổ đánh tới trước mặt, quái vật trên tranh sinh ra khí thế uy áp làm cho chu trạch cầu không tự chủ được từ đáy lòng phát ra một loại cảm giác sợ hãi, ngay tại thời điểm hắn lâm vào cực độ sợ hãi lại bị kéo về hiện thực. Rất thích những bức tranh này sao? Câu nói hết sức bình thường này, Lúc này lại phản phất có lực lượng không thể kháng cự, đem hắn từ trong khủng hoảng kéo trở về. Theo Sophie được phục hồi. Ha ha, tiểu bằng hữu đối với bức họa trên tường cảm thấy hứng thú A. À. Khi trung niên nhân lúc này cũng tại chu trạch cầu đối diện tìm một cái ghế ngồi xuống, lại chứa đầy một bao thuốc lá sợi thuốc lá chuẩn bị châm. Chu trạch cầu lấy lại bình tĩnh, trong lòng nghĩ đến. Vừa rồi làm sao vậy, như thế nào thoáng cái giống như rơi vào trong ác mộng xem ra buổi tối phải ít cùng tiểu thư dẫn chương trình thảo luận tơ đen khiến cho thần kinh mọi người đều sắp suy nhược nghĩ vậy vội vàng nói đúng vậy có thể là thói quen nghề nghiệp chúng tôi làm thiết kế đồ họa thấy một số thứ kỳ quái đều thích cẩn thận học tập một chút nói xong hắn đánh giá trung niên nhân này người này tướng mạo nhìn qua cực kỳ bình thường thuộc về ném ở trong đám người liền tìm không ra một loại kia chỉ là trong đôi mắt chấp động vài tia tinh quang có vẻ rất tinh tế. Mặc một bộ quần áo kiểu Trung Quốc thuần màu đen, làm cho người ta chú ý nhất chính là một đôi tay của hắn, nhìn qua da mịn thịt mềm, giống như tay của nữ nhân. Nhưng trên đôi tay trắng nõn như vậy, lại cầm một cái nồi khói đen kịp, có vẻ cực kỳ không hài hòa. À, đã quên giới thiệu ta chính mình, ta gọi tạ tử xuyên, cái này vô địch đầu tư công ty là ta xây đỉnh núi, trung niên nhân điểm lấy trong túi thuốc lá sợi thuốc lá, một cổ khói trong tùy theo dân lên người này thấy thế nào như thế nào giống như là năm đó tương tây bên kia không tiêu diệt sạch sẽ thổ phỉ a à, đỉnh núi còn động phủ đâu quên đi ứng phó hai câu rời đi đi công ty này cũng không muốn ngốc thảo đài gánh hát không nói lão bản đều như vậy quái lý quái khí trên tường còn vẽ một đống quái vật lão bản đừng là biến thái đi hiện tại rất nhiều trung niên biến thái nam chuyên môn tìm ta như vậy ngọc thụ lâm phong mỹ thiếu nam sau đó bỏ thuốc cường ít chu trạch cầu nghe tạ tử xuyên nói xong trong lòng không khỏi sinh ra liên tưởng như thế thấy không nhìn ra cái gì bất quá hẳn là cổ đại dân tộc thiểu số một loại bộ lạc đồ đằng đi chu trạch cầu một bên liên tưởng một bên không yên lòng nói chỉ hy vọng sớm một chút trời đi đã sớm không nghĩ tới ứng tuyển sự tình ân ừ, có thể chứng kiến một bước này coi như không tệ tiểu bằng hữu ngươi cho rằng trên thế giới này đến cùng có hay không thần ma quỷ quái a à? tạ tử xuyên một bên hút thuốc lá nồi một bên đánh giá chu trạch cậu nói. Thần ma quỷ quái chỉ ở trong lòng người, cũng không ở trong miếu. Chu trạch cầu ngược lại sử dụng ngữ khí cẩu huyết của đại triết nhân trả lời vị tạ tổng này. Ý cậu là ma quỷ chỉ tồn tại trong thế giới tinh thần của mỗi người, đúng không? Có thể nói như vậy đi. Chu trạch cậu tiếp tục thờ ơ đáp. Nói xong, đưa tay nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi. Tạ tử xuyên mỉm cười nhìn hắn, tiếp tục nói thần không ở trong miếu đường cũng không nắm trong tay những tăng ni lão đạo kia càng không tồn tại ở hậu nhân sửa sang lại cái gọi là kinh sử tử tập bên trong tiểu bằng hữu có vài phần thiên phú ngươi tới làm đồ đệ của ta đi ta suy tính vô số phần sơ yếu lý lịch mệnh cách thuộc tính rốt cục tìm được ngươi chu trạch cầu lúc này có một loại kích động bùng nổ tại chỗ xem ra người này không phải biến thái mà là tinh thần có vấn đề ngươi là cộng hành nào a à, gặp mặt ngài không đến năm phút đã thu tôi làm đồ đệ, học cái gì? Học ông vẽ quái vật trên tường. Còn nói thuộc tính mệnh cách của tôi, nhìn sơ yếu lý lịch của tôi liền nói hưu nói vượng. Xin lỗi, bản thân không phụng bồi. Anh lập tức đứng dậy, nói với tạ tử xuyên. Tạ tổng, ngại quá, tôi là một người làm thiết kế đồ họa, đối với thần thần quái quái chỉ là tò mò, cũng không có hứng thú gì lớn, ngại quá, không có chuyện gì khác tôi đi trước đây. Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi, hẹn bạn bè ăn cơm thuận tiện chăm chọc đi. Tiểu bằng hữu không cần vội vã đi nha, ăn xong cơm trưa lại đi cũng không muộn a. À. Tạ tử xuyên vẫn bày ra một bộ người súc vô hại dáng vẻ nói. Trong ánh mắt còn lộ ra vài phần thần sắc trêu tức. Xem ra người này không phải bệnh thần kinh, xem ra là một cái biến thái cuồng, muốn lưu lão tử ăn cơm, hắn nhất định là ngấp nghé sắc đẹp của ta. Sau đó còn toàn mạng truyền hình trực tiếp. Ta mới sẽ không mắc mưu lão biến thái như ngươi." Ngượng ngùng, bản thân đi rồi. Chu Trạch Cầu nhất chân liền đi ra ngoài, còn không quên quay đầu cùng tạ tử xuyên khoác tay áo, tỏ vẻ một chút. "Đại gia ta đi đây." Chu Trạch Cầu sau khi ra cửa, thở dài một hơi, "Ai, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, sao lại gặp phải một tên biến thái như vậy?" Hắn bắt đầu đi về phía cửa thang máy. Rõ ràng tôi nhớ thang máy ở vị trí này, sao đi nửa ngày không thấy nhỉ? Chẳng lẽ tôi đi ngược hướng, có thể, bị tên biến thái chết tiệt này làm cho hồ đồ rồi. Chu trạch cầu xoay người, theo hành lang đi về phía bên kia. Vẫn tìm nửa ngày cũng không phát hiện cửa thang máy, lúc này hắn cảm giác bốn phía càng ngày càng âm lãnh, một cổ âm phong từ sau lưng thổi tới. Cảm thấy sống lưng cả người từng đợt rét run. Thật sự là gặp quỷ chu trạch cầu không khỏi mắng một tiếng lại đi về phía trước vài bước đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên lại vòng trở lại cửa phòng một nghìn tám trăm mười bốn hắn định thần lần nữa suy nghĩ một chút lộ tuyến hắn cuối cùng phán đoán hẳn là tiếp tục đi về phía trước anh lại tiếp tục đi về phía trước một hồi nhưng vẫn phát hiện không thấy cửa thang máy chu trạch cầu lau mồ hôi lạnh trên trán lại đi về phía trước vài bước nhưng mà lần này hắn hoàn toàn bị dọa đến choáng váng bởi vì hắn lại một lần nữa nhìn thấy biển số nhà phòng 1814. Đi một vòng quanh tòa nhà, lại không phát hiện ra thang máy. Nhưng 10 phút trước hắn còn vừa mới từ trong thang máy đi ra a, à, Chu Trạch Cầu có chút khẩn trương lên, hắn nghĩ đến muốn đi, chỉ có thể gõ cửa hỏi một chút cái kia tạ biến thái thang máy ở phương hướng nào, tuy rằng trong lòng hắn một vạn cái không tình nguyện. Nhưng vẫn liên tục ấn vài tiếng chuông cửa, kỳ quái chính là, bên trong dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào vẫn là tự mình tìm đi, tìm không thấy thang máy cùng lắm thì đi xuống cầu thang bộ. Chu Trạch cầu nhớ rõ lúc tới là từ bên tay trái đi tới. Hắn nghĩ như vậy, vừa đi vừa nhìn sang hai bên, hắn phát hiện cửa mỗi một phòng ở tầng này đều đóng lại, hơn nữa từ bên ngoài nhìn lại đều giống nhau như đúc, nguyên lai like thật đúng là chỉ có cái kia 1814 đang làm việc. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cửa vào cầu thang cứu hỏa, là đi cầu thang bộ hay là tiếp tục tìm thang máy đây? Có cầu thang bộ cũng tốt, xuống tầng có người làm việc, hỏi bọn họ thang máy ở đâu đi. Hắn suy nghĩ một chút, liền đi vào cầu thang. Theo cầu thang đi xuống tầng dưới, sau khi xuống một tầng, hắn từ cầu thang đi ra, nhưng không đi ra cũng không sao, vừa đi ra tóc gáy của hắn dựng đứng tại chỗ, bởi vì hắn nhìn thấy trên hành lang hắn đi ra viết. 18 tầng. Chu Trạch cầu lúc này mồ hôi lạnh theo thái dương thẳng ra ngoài, hắn lần nữa một đầu vọt vào trong cầu thang không muốn sống chạy xuống phía dưới. Hắn một hơi chạy xuống phía dưới vài tầng, sau đó, lại một lần nữa lao ra cầu thang, khi hắn thở hồng hộc ngẩng đầu lại hướng trên tường nhìn lại lúc, kết quả vẫn như cũ, trên tường vẫn viết. 18 tầng Hắn vừa thở hổn hển, vừa dọc theo hành lang đi về phía trước, lại một lần nữa đi tới cửa phòng 1814. Tam thanh đạo tổ như lai Phật di sức phù hộ, đây không phải đang chơi ta chứ hắn mảnh liệt vỗ cửa lớn móc ra điện thoại di động đến muốn cầu cứu tự nhiên internet tín hiệu vì không hắn đập cửa lớn muốn tên biến thái họ tạ kia đi ra giải thích cho hắn đây là chuyện gì xảy ra nhưng thật lâu vẫn không có đáp lại chu trạch cầu ngồi sõng xuống nghỉ ngơi một chút suy nghĩ một chút xem ra mình gặp phải quỷ đã tường trong truyền thuyết rồi nhưng ma đã tường bình thường hẳn là ở giả ngoại a bởi vì con người mất đi cảm giác phương hướng sẽ không ngừng đi về phía trước, lại bởi vì khoảng cách hai chân cất bước của con người có sai lệch, cho nên sẽ không tự chủ được mà đi vòng quanh một vòng tròn lớn. Bởi vậy tạo thành hiện tượng quỷ đá tương. Nhưng mà ta hiện tại đang ở trong một tòa nhà, bên ngoài vẫn là con đường phồn hoa nhất thành phố. Làm sao có thể chứ? Hắn nghĩ vậy, lập tức đứng lên, muốn đi tới cửa sổ trước nhìn xem bên ngoài tình huống. Nhưng một lần nữa, anh lại choáng váng, bởi vì anh nhìn thấy hàng dãy cửa phòng xung quanh anh đều viết 1814. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất khả chiến bại. Cửa sổ hành lang lại đều không thấy. Hành lang lóe lên ánh đèn lờ mờ, một mình hắn ngây ngốc đứng ở đây toàn bộ là hành lang 1814, không biết làm sao nhìn bốn phía. Lúc này, ở trong hành lang đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi không nhớ rõ sao? Chưa xong còn tiếp. Chương không hai, nguyên lai like là vu tộc hậu duệ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương không ba, vu tộc luyện cửu đỉnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương không bốn, đại vu truyện cũ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chu trạch cầu lúc này rốt cục hôn mê bất tỉnh mà ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn là trong mạng của tôi còn có rất nhiều bộ phim giáo dục mới ra mắt chưa kịp xem a oan a không biết qua bao nhiêu thời gian chu trạch cầu tỉnh lại phát hiện mình trần truồng nằm ở cố tự đỉnh bên trong bên cạnh tạ tử xuyên đang mặc niệm vu chú thấy hắn tỉnh lại liền ngừng niệm chú ném tới một bộ quần áo vải bố và một đôi giày rơm không biết đã bao nhiêu năm không giặt qua mặc vào đi đây là do trưởng lão hậu thổ nhất mạch vu môn ta mặc hộ thân pháp y còn có phòng thân linh bảo xuyên vân lý. Vừa rồi ở trong đỉnh ngươi nhìn thấy chỉ là ảo giác khi cố tự đỉnh giúp ngươi thoát thai hoán cốt, cũng trách ta không truyền miệng quyết tu thân cho ngươi vào đỉnh, mới có thể sinh ra ảo tưởng, nếu đổi lại là người thường đã sớm thần trí thác loạn, hồn phi phách tán. May mắn tiểu tử ngươi một là có bản môn huyết mạch chính tông, khí linh trong đỉnh tự động hộ vệ ngươi, hai là ngươi trời sinh thần kinh lớn, không bị dọa đến thần trí thác loạn, bất quá vốn muốn cho ngươi ngay cả tinh thần lực nổi lên xem ra vẫn là không được, ai kêu ngươi tư chất quá kém, trước truyền ngươi tu luyện khẩu quyết sau đó qua một đoạn thời gian lại đem ngươi để vào tính tự đỉnh trung luyện đi, tạ tử xuyên nói. Chu Trạch Cầu vừa tỉnh lại cảm giác được một trận tinh thần sảng khoái, phản phất trên người có lực lượng sử dụng không hết, nguyên lai thân thể trắng nõn gầy yếu biến thành một bộ thân thể cường kiện lóe ra hào quang màu đồng cổ nhưng lúc này nhìn thấy tạ tử xuyên ném tới cái này cái gọi là pháp y còn có cái gì bách luyện xuyên vân lý không khỏi nhíu mày đây là vật gì a à? sư phụ vừa bẩn vừa thối cái này làm cho ta mặc ra ngoài người ta còn không trực tiếp phái hai cái cảnh sát thúc thúc đem ta hướng nơi nhận nuôi bên trong ném a nếu là ta còn nói mình là vua môn truyền nhân vậy ngài liền đến bệnh viện tâm thần tới đón đồ đệ thích mặt hay không mặc đi nếu không ngươi cứ như vậy mong trần mặc đi cũng được dù sao ngươi nguyên lai like quần áo là đã sớm luyện hóa. Tạ tử xuyên cũng không nhìn chu trạch cầu, bắt đầu niệm động chú ngữ thu cố tự đỉnh cùng tính tự đỉnh. chu trạch cầu không có cách nào, đành phải mặc vào thân pháp y kia, sau khi mặc vào mới phát hiện pháp y này chính là một kiện trường bào mà thôi, mặc trên dĩ nhiên còn mơ hồ nhìn thấy bảy màu sắc yêu dị quan mang lưu động, hơn nữa mặc ở trên người còn có một loại cảm giác cùng tâm thần tương liên mà sau khi mặc vào đôi giày mây kia lại phát hiện một cổ cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân dũng tuyền xông thẳng vào óc bách hối. Sư phụ, pháp y và giày này tốt thì tốt, nhưng thái hậu hiện đại hơn một chút, còn mang cái này ra ngoài thì hiệu quả chấn động cũng mạnh hơn. Ai bảo ngươi cứ như vậy đi ra ngoài a? À? ngươi cắn ngón giữa đem máu nhỏ vào pháp y cùng mặt vân lý, để cho hai kiện bảo bối này nhận chủ, ta truyền cho ngươi sử dụng khẩu quyết, ngươi mới sử dụng được diệu dụng của hai kiện bảo vật này. Chu Trạch cầu khẽ cắn môi, cắn nát ngón giữa của mình, đem máu nhỏ vào pháp y cùng mặt vân lý. Lúc này thấy tạ tử xuyên một tay chỉ vào trán chu trạch cầu, trong đầu chu trạch cầu lập tức nhiều hơn tâm pháp sử dụng hai kiện vũ khí này. Mà quan trọng nhất là hai kiện pháp bảo này đều có thể dựa theo tâm ý chủ nhân biến hóa vẻ ngoài, không đến mức làm người khác chú ý về phần diệu dụng khác, chu trạch cầu cần vận dụng khẩu quyết một phen mới có thể thuần thục. Tạ tử xuyên nhìn thấy chu trạch cầu đem pháp y cùng mặt vân lý biến hóa thành hắn nguyên lai quần áo bộ dáng cũng gật gật đầu. Chậm rãi hướng chu trạch cầu nói ra hai kiện pháp bảo này một đoạn chuyện cũ. Tạ tử xuyên kể sinh động như thật, ở đây xen vào một chút câu chuyện này, đạo diễn. Đây là cảnh trong phim thuần khiết, học từ nhà trọ tình yêu, thì ra pháp y này là pháp bảo hộ thân mà các đời trưởng lão hậu thổ nhất mạch mặt, mạc các đời trưởng lão ở phía trên gia trì không biết bao nhiêu chú pháp phòng hộ vu môn, còn có một vị trưởng lão thời tống thế nhưng đi Nam Hải bắt giết một con cự quy vạn năm được La Phù Sơn thuần dưỡng, lấy sinh hồn tinh huyết luyện chế ở phía trên. Thiên huyền tử trưởng giáo La Phù Sơn đến vu môn hỏi tội, bị trưởng lão này niệm đồng cửu thiên thần lôi chú dẫn tới cửu thiên tử tiêu thần lôi rơi xuống, đánh cho thân thể hắn mất hết, chỉ còn nguyên thần chật vật trốn về La Phù Sơn, cũng không dám nhắc tới chuyện vu môn nữa lai lịch của đôi giày xuyên mây kia lại càng không đơn giản, dĩ nhiên là cướp được từ trong tay Trương Thiên Sư nhất mạch Long Hổ Sơn, không đúng không đúng, theo như lời nói hiện tại hẳn là chiến lợi phẩm. Câu chuyện này phải bắt đầu từ Minh Triều, thời Minh Triều, Long Hổ Sơn nhất mạch từ Long Bản Giá, không để vu môn nhất hệ vào mắt. Chưởng giáo hoàng hóa chân nhân của Long Hổ Sơn lúc đó nghe nói vì một lần nữa luyện chế một đỉnh thiếu sót trong cửu đỉnh trấn quốc, trực tiếp mời thánh chỉ tới miêu cương mặt kệ 3721 sẽ mạnh mẽ cướp đi 18 mặt trống đồng gia các bảo vật truyền đời của miêu cương lúc bấy giờ, cuối cùng đấu pháp với người miêu vậy mà vận chuyển ngũ lôi thiên. Cương chính pháp đánh chết bảo ông của pháp sư miêu. Lần này chọc giận vu môn, người miêu này cũng là một hệ vu môn, hơn nữa trong bảo ông này còn là ký danh đệ tử của trưởng lão Tần Dũng Hậu Thổ nhất mạch vu môn. Cái này thì không được rồi, vu môn bình thường không cùng môn phái khác chủ động tranh đấu, cũng không có nghĩa là là yếu đuối có thể lấn chủ. Sau khi Tần Dũng đại trưởng lão nhận được tin tức, lập tức một mình vận chuyển thuộc thổ hành vu môn đến Miêu Cương. Cũng chính là qua gần nửa ngày công phu, hoàng hóa chân nhân cũng cảm giác tâm thần không yên, đặc biệt là dưới chân địa mạch linh khí cơ hồ bị rút hết sạch. Tiếp theo liền thấy từ phía tây có một đoàn hồng quang chậm rãi di chuyển về phía này. Hồng quang kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng sáng, lộ ra một cổ uy thế khiến người ta không thể kháng cự. Không biết là người nào dẫn đầu, đồng loạt hướng về phía tây hồng quan kia dập đầu. Hoàng hóa chân nhân bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đại biến, nói với các đệ tử chung quanh. Mau, gửi tin cho sư môn, muốn toàn bộ trưởng lão nhanh chóng chạy tới, quên đi, muốn bọn họ không nên chạy tới, muốn bọn họ đi liên lạc đồng môn chính đạo, nói có chuyện lấy cổ luyện đỉnh có biến, vu môn trưởng lão hiện thân miêu cương, chúng ta cũng nhanh chóng quay về Long Hổ Sơn đi, bằng mấy người của chúng ta, ở lại đây cũng vô dụng. Lời còn chưa nói xong, chợt nghe thấy trong đất bằng vang lên một tiếng trống lớn. Hoàng hóa chân nhân, trống đồng hoàng đế lão nhi muốn ngươi không mang đi sao, muốn bản tôn tự mình đưa qua sao. Chỉ thấy hồng quan kia đột nhiên toàn bộ biến mất, một bóng người vững vàng đứng ở trên đỉnh núi đối diện. Hoàng hóa chân nhân tập trung nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả mặc một bộ nho sam màu xanh, thắt lưng treo cổ kiếm, đưa lưng về phía mọi người chắp tay mà đứng, đầu đầy râu tóc màu trắng đông đưa theo gió, thật là khí độ tông sư. Hoàng hóa chân nhân bước lên hành lễ. Vô lượng thiên tôn, trưởng giáo Long Hổ Sơn hoàng hóa bái kiến tiền bối, chúc tiền bối vô lượng thọ phúc. Lão giả kia cũng không trả lời hoàng hóa chân nhân, đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống non nước miêu cương, chậm rãi ngâm ra một bài Trung nam sơn của vương duy đời đường. Thái ất gần thiên đô, ngay cả núi đến góc biển Mây trắng nhìn lại, thành ái nhập kháng vô Phân giả trung phong biến, âm tình chúng hạp thù Muốn đầu nhân sự túc, cách thủy vấn tiều phu Lão giả này đem bài ngũ ngôn tuyệt câu của vương duyên ngâm đến trầm bổng du dương, rung động đến tâm can Có xu thế hấp dẫn Người mèo ở đây phần lớn không thông tiếng Hán, biết chữ Hán cơ bản không có nhưng nghe lão giả này ngâm thơ xong cũng không khỏi có tâm khoáng thần di cảm giác mặt rối rít mỉm cười đắm chìm trong đó sau đó lão giả chậm rãi xoay người lại nhìn về phía đám người miêu đại tộc trưởng bạch khê lập tức nhận ra đây chính là trưởng lão tần dũng của hậu thổ nhất mạch vuông môn đã trở về miêu cương lập tức dẫn mọi người quỳ xuống hành lễ thật ứng với câu nói kia tiểu vu kiến đại vu Tần Dũng thấy người miêu ở đây ước chừng có hơn 20 vạn người, mặc dù không có hạng người tu vi cao thâm gì, nhưng thắng ở nhân khẩu thịnh vượng, không khỏi gật đầu mỉm cười. Không sai, đều đứng lên đi, xương đầu gối vuông môn ta không phải dùng để quỳ xuống. Sau đó chỉ thấy Tần Dũng lăng không hư bộ mà xuống, phản phất ở giữa đỉnh núi cùng dưới đất tự nhiên là có một đạo thang trời. Người ở đây bao gồm hoàng hóa chân nhân cũng không khỏi tán thưởng phong thái vu môn trưởng lão. Tần Dũng một bên lăng không hư bộ mà xuống một bên lại ca hát. Thần vu quỷ quái yêu Phật tiên, thiên tâm tu vi ta vi tiên. Thập nhị tổ vu tại thiên hữu, tam giới thần thông vũ trung kỳ. Tần Dũng hát một khúc này lại cùng Vương Duy phí trước uyển chuyển phong cách bất đồng, một khúc này lộ ra hào sản phóng khoáng, rất có thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Hát xong một khúc, Tần Dũng đã đi tới gần hoàng hóa chân nhân. Hoàng hóa chân nhân chỉ cảm thấy một cổ uy áp nên diện mà đến, cao thủ phân thần kỳ như hắn lại không có nửa điểm phản kháng trước mặt lão giả này, còn chưa mở miệng đã ướt đẫm mồ hôi, mà mấy đệ tử đi theo hắn đều đứng không vững, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hoàng hóa chân nhân vội vàng âm thầm điều khiển thiên sư ấn phóng ra phục ma kim quan bảo vệ mình và đệ tử bên cạnh, lúc này mới cảm giác nhẹ nhõm một chút. Liền lên tiếng nói với Tần Dũng. Bần đạo hoàng hóa, không biết tiền bối có gì chỉ giáo tần dũng lấy ra một bầu rượu nhỏ tùy thân chậm rãi thưởng thức một ngụm chậm rãi nói với hoàng hóa chân nhân ngươi thật to gan a à, hoàng hóa chân nhân ngươi lại tư sát mệnh quan triều đình tội lỗi không nhỏ a à. hoàng hóa chân nhân này vừa nghe lời này nhất thời không hiểu ra sao muốn nói tần dũng vừa lên đã nói muốn báo thù các loại hoàng hóa chân nhân này còn có thể dùng chuyện vì nước luyện đỉnh để nói từ tần dũng kia là trưởng lão vu môn nhất mạch luận bối phận còn cao hơn hoàng hóa đồng lứa, nếu trực tiếp động thủ với mình, không khỏi bị người bên ngoài nói lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng thật không ngờ, Tần Dũng này vừa lên lại nói mình tư sát mệnh quan triều đình, điều này bắt đầu từ đâu? Hoàng hóa chân nhân hỏi Tần Dũng. Không biết mệnh quan triều đình theo lời tiền bối là ai, tại hạ giết khi nào? Trấn Di tướng quân bảo ông Lý dưới trướng Bình Nam Hậu có phải ba ngày trước chết trong tay hoàng hóa chân nhân không? Tần Dũng vẫn không nhanh không chậm nói. "À, Hoàng Hóa chân nhân lập tức không kịp phản ứng, Bình Nam Hầu hạ hắn biết, là tước vị thế tập của tộc trưởng Miêu tộc Bạch Khê, nhưng chuyện trong bảo ông lại là Trấn Di tướng quân thế tập không ai biết a, à, tiền bối, trong bảo ông này là Trấn Di tướng quân thế tập có bằng chứng không?" Tần Dũng quay đầu lại nói với Bạch Khê. "Đi, tìm vài người, đến phòng trong bảo ông, dưới gầm giường có một cái rương." trong rương có thánh chỉ và ấn tín năm đó thái tổ phong nhà bọn họ làm trấn di tướng quân thế tập. Lấy ra cho đại trưởng giáo hoàng hóa chân nhân xem qua đi. Lần này người miêu đã nổ nổi rồi, người miêu vốn rất không thích triều đình, có lúc triều đình sẽ đơn độc hạ một ít thánh chỉ với chủ trại các động các trại, thủ lĩnh người miêu mặt ngoài tiếp chỉ qua tay liền ném đi, những ấn tín gì đó có đổi rượu uống, có cầm đi xây gạo. Không nghĩ tới lần này lại có tác dụng, xem ra lần sau phải hảo hảo lưu lại. Không bao lâu, thủ hạ của Bạch Khê liền cầm một cái rương dính đầy bụi bặm tới, Tần Dũng mở rương ra từ bên trong lấy ra một tấm thánh chỉ cùng một khỏa kim ấn ném cho Hoàng Hóa chân nhân xem. Hoàng Hóa vừa nhìn đã biết không ổn, bởi vì trên đó viết rất rõ ràng, bởi vì tổ tiên bảo ông Lý theo tổ tiên Bạch Khê trợ giúp Mộc Anh phá nguyên mông có công, luận công phong làm trấn di tướng quân thế tập võng đệ vân vân. Nhưng người miêu xưa này chỉ kính tổ tiên thiên, căn bản là không coi thánh chỉ này ra gì, ai biết bọn họ có phong hào triều đình gì à trấn di tướng quân này chính là thái tổ thân phong giả không được chính mình đem người ta đánh chết xem ra muốn kết thúc sẽ khó khăn tần dũng nhìn hoàng hóa chân nhân một chút lớn tiếng nói các vị tộc nhân hoàng hóa chân nhân này tư sát mệnh quan triều đình đại nghịch bất đạo chúng ta đều là những người trung trinh chính trực thấy chuyện này thực không tương thích ta hiện tại chịu bắt tên trọng này giao cho quan phủ nơi đây cũng chính là bình nam hậu bạch khê xử trí các vị có phải nên như thế hay không a? À? miêu nhân này tâm tình vốn đơn thuần, căn bản sẽ không nhiều công công nhiễu nhiễu như vậy. thấy đại trưởng lão này hình như nói là có chuyện như vậy, lại nghe nói là giao cho bạch khê xử trí, đương nhiên đồng ý. tuy rằng bọn họ cũng không biết bạch khê đại tộc trưởng như thế nào thành khỉ gì, nhưng chỉ cần là có thể giết lão đạo trước mắt này, cái gì cũng thành a. À, vì thấy nhau nhau phù hợp, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. hoàng hóa chân nhân lần này xuống đài không được chính mình lấy danh nghĩa luyện đỉnh muốn lấy trống đồng, nếu người miêu không cho, chính mình cường đoạt đi, bởi vì mình có hoàng mệnh trong người, người bên ngoài cũng không tiện nói cái gì. Nhưng Tần Dũng này thân là đại vu sư, lại chuyển ra khỏi triều đình mệnh quan tận này để đè mình, mình nhất thời cũng có miệng khó giải thích. Lúc này đệ tử Hoàng Tinh Tử bên cạnh Hoàng Hóa lại ở bên cạnh lớn tiếng nói. Sư phụ ta tôn phụng Hoàng Mệnh lấy cổ luyện đỉnh, bảo ông kia lại ra mặt ngăn cản, chính là kháng chỉ không tôn trọng, hắn thân là mệnh quan triều đình kháng chỉ không tôn trọng, vốn nên tru diệt cả nhà, sư tôn ta bất quá là chém một người, đã là khai ân ngoài pháp luật rồi. Sau khi nói xong một đoạn này, người Miêu Hiểu tiếng Hán đem ý tứ của hắn nói cho người Miêu chung quanh nghe, hoàng tinh tử này lập tức đưa tới một mảng lớn tiếng mắng chửi. Nhưng hoàng hóa lúc này lại có chút đắc ý, hoàng tinh tử này nói không sai, mình phụng chỉ mà làm, kháng chỉ trong bảo ông này vốn nên giết mặc kệ hắn có phải mệnh quan triều đình hay không. Chưa xong còn tiếp thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Lôi nhân đại vua. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vị tiểu hữu này hình như nói rất có đạo lý nha, tiểu hữu xưng hô như thế nào a à? Tần Dũng nghe xong hoàng tinh tử nói xong không có tức giận, ngược lại mỉm cười nhìn hoàng tinh tử hỏi vãn bối hoàng tinh tử bái kiến tiền bối hoàng tinh tử bày ra một bộ danh môn đệ tử thi lễ nói tần dũng tiếp tục vẽ mặt hiền lành gật đầu sau đó nói nói mặc dù là có đạo lý bất quá tiểu bằng hữu hoàng tinh tử đối với sự tình vẫn là không biết rõ a à. sự tình kỳ thật là như thế này hoàng hóa chân nhân đến miêu cương tuyên chỉ miêu nhân chúng ta là vạn phần ủng hộ ý chỉ của thánh thượng a lập tức đem 18 mặt gia các đồng cổ dân hiến ra, còn tổ chức yến tiệc long trọng mở tiệc chiêu đãi hoàng hóa chân nhân một hàng. Cũng trách hoàng hóa chân nhân bình thường ngự hạ không nghiêm đi, không nghĩ tới đệ tử hoàng tinh tử của hắn uống vài chén rượu gạo sau đó mượn ý say sinh ác niệm, Cương nhiên đến hậu trại đi đùa dẫn mùi mùi vạn hoa của vạn khô vu sư hắc miêu động chủ, kết quả bị miêu động cương đại vu sư bảo ông nhìn thấy, cũng cùng hoàng tinh tử kịch chiến mấy hiệp, rốt cục bắt giết hoàng tinh tử hắn sẽ lôi kéo hoàng hóa chân nhân đi bản địa quan phủ, cũng chính là bình nam hậu bạch khê xử lý luận, kết quả. Hoàng hóa sợ chân nhân sợ chuyện xấu lộ ra, lại dùng thủ đoạn đánh lén dẫn thiên lôi đánh đại vu sư bảo ông Lý Thành cho bụi, sau đó lại muốn mạnh mẽ mang theo trống đồng rời khỏi miêu cương. May mắn bản vu tôn chạy tới mới ngăn cản hoàng hóa chân nhân vô pháp kỹ này, làm nhục đạo môn thanh danh A, mấy chục vạn đồng bào người miêu xung quanh và trại chủ động 36 đồng. 72 trại đều tận mắt chứng kiến việc này, có phải không các vị? Người miêu sư này công bằng chính trực, căn bản là không giỏi đùa giỡn âm mưu, mới nghe Tần Dũng nói như vậy cũng không kịp phản ứng, nhưng Bạch Khê và các thủ lĩnh lớn nhỏ trong chốc lát liền tỉnh ngộ lại, vốn mình kháng chỉ không tôn trọng, hoàng hóa này mới bày lôi đoạt trống, đánh chết người cũng là quyết đấu công bằng mà tổn hại, vốn không nên truy cứu, nếu là dựa vào Tần Dũng giết hoàng hóa chân nhân, những người trung nguyên đạo môn, Phật môn nho gia kia khẳng định sẽ có cớ giận chó đánh mèo với miêu cương hãm hại tộc nhân của mình mà thông qua nói như vậy hoàng hóa hẳn phải chết không thể nghi ngờ người miêu lại đứng trên đạo nghĩa danh môn chính phái chi sĩ kia cũng không có lấy cớ đến gây hấn đại trưởng lão thật sự là cao nhân a à. tuy rằng không biết hắn nói như thế nào cái trống đồng này chúng ta nguyện ý dân ra bất quá lão nhân gia làm việc cũng không sai chính là vì thế dưới sự dẫn dắt của Bạch Khê cùng với những trại chủ động này, những người miêu này nhất trí lớn tiếng nói. Đúng vậy, chính là như vậy. Trong đó còn có rất nhiều phụ nữ lập tức tìm đến một trong những mùi mùi đẹp nhất của vạn khô, phụ thân vạn khô tên là vạn chủng. Hắn để lại cho vạn khô 24 mùi mùi, hơn nữa đều giống như vạn khô khắc ra trong một khuôn mẫu, mùi mùi xinh đẹp nhất này cũng giống như đáy nồi, mắt như chuông đồng, một đôi cánh tay sắt có thể gánh ngàn cân, ở một bên lớn tiếng khóc hoàng hóa chân nhân lần này hoàn toàn trợn tròn mắt đại vu tần dũng này có phải nên gọi là đại vu tần dũng hay không từ trong miệng hắn đem chuyện này nói ra đám người mình từng cái thành bại hoại đạo môn cùng hung cực ác đệ tử ở miêu cương đùa dẫn phụ nữ sư trưởng giúp hắn giết người diệt khẩu còn tất cả đều là hèn hạ đánh lén giết người theo hắn nói đến chính là tần dũng đem toàn bộ mình diệt sát ở chỗ này cũng không quá phận a Hoàng hóa chân nhân vẫn trấn định nói với Tần Dũng. Theo như lời Tiền Bối nói xem ra là suy nghĩ của chính mình, sự tình không công đạo tự tại lòng người, Tiền Bối nếu muốn biện minh rõ ràng có thể cùng Vãn Bối đi thánh thượng tiền thánh, khắp nơi tường tận bày tỏ tình tiết, đến lúc đó tự nhiên có thể tra ra manh mối. Hơn nữa vừa rồi Tiền Bối nói đồ nhi Hoàng Tinh tử của ta đã bị bắt giết, nhưng Hoàng Tinh tử rõ ràng còn sống ở đây, đây chính là nhân chứng a ai nói trên đời này còn có một người tên là Hoàng Tinh Tử A, Tần Dũng nhướng mày, hai tay dơ ngang, ngón trỏ cùng ngón cái vươn ra, ngón còn lại nắm chặt, đối với Hoàng Tinh Tử kết ra một dấu tay. Các quan có hứng thú học thủ ấn này chỉ cần nhớ lại một chút thủ thế, khinh bỉ ngươi mà chúng ta thường dùng là được, rất có thể thủ thế, khinh bỉ ngươi này chính là từ chỗ Tần Dũng lưu truyền ra nha, chỉ thấy tầng đất trong phạm vi ba thước xung quanh Hoàng Tinh Tử đột nhiên nhô lên, bao bọc Hoàng Tinh Tử thật chắc chắn chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thân thể hoàng tinh tử lập tức bị đập nát mà kim đang nguyên thần thì bị phong ấn trong đống đất kia chỉ thấy gò đất nhô lên kia lập tức trở nên đỏ thẫm giống như một đống sắt thép cháy đỏ lại thấy vu ấn trên dưới lóe lên mơ hồ thấy một kim đang nguyên thần bị vây ở trong đó hoàng hóa chân nhân thấy thủ ấn của tần dũng vừa ra đã biết đại sự không ổn muốn cứu hoàng tinh tử đã chậm một bước vu tôn tiền bối ngươi hạ độc thủ này đối với một tiểu bối chỉ có tu vi kim đan kỳ, cũng không sợ rơi vào ngươi vu môn thanh danh sao, làm như vậy cùng tà ma ngoại đạo có gì khác nhau. Không nghĩ tới tần dũng đối với hoàng hóa chân nhân làm như không thấy, mà là nói với chúng miêu nhân. Các ngươi thấy rõ chưa? Vừa rồi bản tôn kết chính là vẻ địa làm lao ấn, đây là thủ ấn nhập môn của hậu thổ nhất mạch chúng ta, trung giả lập tức thân thể bị hủy diệt, Kim Đang Nguyên thần tu luyện bị cửu sát địa mạch âm hỏa thiêu luyện đủ 138 năm sau mới bị tiêu ma biến nhát. Mà hồn phách chân linh bị trói buộc ở nơi này cho vạn người giẫm đạp 341 năm mới có thể tiêu tán trong thiên địa, trong lúc đó hồn phách không xuống được địa phủ, không vào được luân hồi, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thần hình câu diệt, đây chính là kết cục nhiều lời. Hoàng Hóa vừa nghe thì ba thi thể nhảy dựng, một cổ tâm hỏa đột nhiên nổi lên hắn cũng không để ý vu môn trưởng lão thực lực cao bao nhiêu. Tế khởi thiên sư ấn đập về phía Tần Dũng, lần này cùng lúc bắt đầu so đấu uy thế khác nhau rất lớn. Chỉ thấy trên thiên sư ấn phóng ra thần quan bảy màu đỏ cam vàng lục xanh tím hợp thành một đạo kim quan lớn một mẫu bắn thẳng vào Tần Dũng. Chính là tu chân giả phi thăng kỳ chính diện chịu một kích như vậy cũng giống như muốn hình thần câu diệt. Đồng thời, hoàng hóa chân nhân đối với trảm tà thư hùng kiếm liên tục phun ra ba ngụm bản mệnh chân nguyên, tóc tai bù xù kết ra thái thanh tối thượng hàng ma ấn, trong miệng niệm đạo gia hàng ma, lâm, binh, đấu, giả, dai, trận, liệt, tại, tiền, cửu tự chân ngôn, thúc dục ngũ lôi thiên cương chính pháp, dẫn động thiên lôi trực quanh thái dũng. Lần này hoàng hóa chân nhân ông hận ra tay, lại dùng bản mệnh chân nguyên thúc dục pháp quyết, đem uy lực của ngũ lôi thiên cương chính pháp phát huy ra 12 thành. Chỉ thấy trên bầu trời ngưng tụ một đoàn kiếp vân thật lớn, theo hoàng hóa trảm tà thư hùng kiếm một chỉ Tần dũng, trong kiếp vân kia thả ra 9981 đạo thiên lôi đánh thẳng xuống, mắt thấy sẽ đem vuông môn trưởng lão này bổ thành cho bụi. Nhưng chỉ thấy tần dũng vẫn một bộ thần thái thờ ơ, đem bầu rượu trong tay chậm rãi thả trở lại trong ngực. Sau đó đứng tại chỗ. Tần dũng kia đầu tiên bị thiên sư ấn thả ra kim quang bắn trúng, sau đó lại bị thiên sư ấn hung hăng đập trúng, tiếp theo 9981 đạo thiên lôi lại toàn bộ oanh vào trên người tần dũng nhất thời bốn phía thiên lôi cuồn cuộn thành chấn hơn trăm dặm lại có vô số khói bụi bay lên thấy không rõ tình huống trong sân đợi thiên lôi bình ổn mọi người nhìn lại trong sân chỉ thấy hoàng hóa chân nhân lấy kiếm chống đất phản phất như vừa rồi đã hao hết toàn bộ tinh lực của hắn cả người mệt lả miễn cưỡng đứng ở giữa sân mà nguyên lai chỗ tần dũng đứng đã không có nhìn thấy người chúng miêu nhân tiếc núi vừa rồi hoàng hóa chân nhân pháp thuật uy thế, đối với Tần Dũng có chút cực độ lo lắng. Chẳng lẽ đại trưởng lão cũng bị thiên ấn sư cùng 81 đạo thiên lôi giáp công hóa thành cho bụi? Ngay tại trong lúc chúng miêu nhân lo lắng, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Ai, ngũ lôi thiên cương chính pháp này quả thật lợi hại a, à, lại có thể điều đến cửu thiên thiên lôi vì mình dùng, đáng tiếc đạo sĩ thi pháp này mới phân thần kỳ tu vi, nếu như phản hư kỳ hóa hư đạo nhân thi triển ra còn không đem bản tôn bổ thành cái thang đen A, à, thiên sư ấn này cũng bình thường, so với phiên thiên ấn, cân nặng kém xa. Chỉ thấy tần dũng lời còn chưa dứt, người đã xuất hiện ở chỗ vừa rồi đứng thẳng, tay trái nắm thiên sư ấn của hoàng hóa chân nhân, trên lòng bàn tay phải lôi hỏa lưu động. Hắn vậy mà tay trái thu thiên sư ấn, tay phải tiếp được 81 đạo thiên lôi, hơn nữa còn ngưng ở trong lòng bàn tay đôi mắt hoàng hóa chân nhân lúc này đã trở nên xám xịt, hiển nhiên là còn chưa khôi phục lại. Hắn kinh ngạc há miệng nói. Làm sao có thể, ngươi tuy là địa vu nhất phẩm, làm sao có thể không bị cửu tự chân ngôn ảnh hưởng, làm sao có thể cứng rắn tiếp nhận cửu thiên thiên lôi, chính là phi thăng thiên vu cũng không thể có thực lực cường hãn như vậy, ngươi rốt cuộc thi triển yêu pháp gì? Chuyện ngu xuẩn thứ hai trên đời này chính là dùng lôi pháp bổ một đại vu nhất mạch hậu thổ làm đến nơi đến chốn ngươi cho rằng cửu thiên lôi kia tốt như thế nào, ta chỉ bất quá dùng một tiểu pháp mượn đất di chuyển, đem đại bộ phận quy lực của thiên lôi chuyển tới một đạo quán cách đây khoảng 500 dặm, để cho lão đạo sĩ mũi trâu các ngươi nếm thử tư vị bị thiên lôi đánh. Về phần lôi tâm của 81 đạo thiên lôi ta lưu lại, liền trả lại nguyên vẹn cho ngươi đi, thuận tiện nói một câu, hạng người tu luyện vu môn nông cạn chúng ta mới yếu ớt, nguyên thần chịu không nổi cửu tự chân ngôn công kích, nguyên thần đại vu chân chính đã sớm mạnh hơn các ngươi trăm ngàn lần rồi. Nói xong tần dũng lật tay đẩy thiên lôi về phía hoàng hóa chân nhân, đánh 81 đạo thiên đạo lôi tâm về phía hoàng hóa chân nhân. Tần Dũng nắm giữ uy lực của thiên lôi tâm rất khá, đồng thời lại thêm phù chú vu môn, khóa chặt nguyên thần của hoàng hóa chân nhân không được bỏ chạy, chỉ thấy lôi tâm này mỗi oanh một đạo đi qua chỉ bất quá bổ hóa hoàng hóa chân nhân một bộ phận thân thể cùng với một bộ phận nguyên thần, chờ 9981 đạo thiên lôi tâm bổ xong, chẳng khác nào lăng trì 81 đao của hoàng hóa chân nhân. cuối cùng hồn phách còn bị vu chú giam cầm, rơi vào tay tần dũng, sống không bằng chết. cái gì gọi là lôi nhân a? À? đây chính là lôi nhân a. À. đại vu tần dũng lần thứ hai xin từ ngữ độc quyền bảo hộ, phàm là sau này dùng đến từ lôi nhân này, xin giao phí sử dụng độc quyền một nguyên tới văn phòng vu môn trú tại địa phương. trong nháy mắt 81 đạo thiên lôi tâm đánh xong hoàng hóa chân nhân thân thể nguyên thần bị hủy hết, chỉ có hồn phách còn tồn tại, ngay khi Tần Dũng chuẩn bị thu hồn phách hoàng hóa chân nhân luyện chế một phen. Một đạo bạch quang ở giữa điện quang hỏa. Thạch ngăn cản Tần Dũng một chút, sau đó hồn phách hoàng hóa bị một mảnh hồng quang cuốn đi. Tần Dũng giận dữ, phất tay một quyền nện thẳng vào trên bạch quang, pháp lực của vua môn trưởng lão này cao cường cỡ nào, dưới một quyền, bạch quang kia bị đập rơi xuống đất, hiện nguyên hình nguyên lai là một kiện chí bảo khác trên Long Hổ Sơn Lượng Thiên Xích. Lượng Thiên Xích này cũng là một trong những linh bảo tối hậu thiên, không biết bị thiên sư Long Hổ Sơn tế luyện bao nhiêu năm tháng, dĩ nhiên bị tần dũng một kích ngã xuống bụi bậm. Mặt trên còn phủ kín dấu vết trạng nước, rốt cuộc khu. Không nổi nửa phần. Chỉ thấy xa xa đỉnh núi lập tức hiện ra một thân ảnh đạo nhân, miệng lớn phun ra một ngụm máu tươi, nguyên lai là trưởng giáo đời trước của Long Hổ Sơn. Thủ đạo chân nhân Trương Nguyên Khánh pháp bảo tính mạng giao tu lượng thiên thước bị phá, tự nhiên nguyên thần đại thương. Hắn cũng là người lưu manh đến cùng, cũng không quản pháp bảo của mình như thế nào cùng với những đệ tử khác ở đây. Lập tức tế một đạo thái thanh thần độn phụ mang theo tàn hồn hoàng hóa chân nhân bỏ chạy. Bất quá vẫn để lại một câu. Đa mông tần dũng trưởng lão hạ thủ lưu tình, nhân quả này trên dưới long hổ sơn ta nhất định sẽ tìm trưởng lão chấm dứt. Tần dũng tuy là vu môn nhất phẩm đại vu, nhưng vẫn không tinh thông tính toán số trời, bị thủ đạo chân nhân Trương Nguyên Khánh chen ngang một tay lợi dụng Thái Thanh thần độn phù cứu đi hồn phách hoàng hóa chân nhân của con trai mình. Cũng coi như chưa hoàn thành toàn công. Bất quá Vu Môn đại vu sư này không thích tính toán số trời, hoàn toàn dựa vào tự thân hảo ác hành sự, lần này bị thủ đạo chân nhân mang đi hoàng hóa chân nhân hồn phách cũng là chuyện không thể tránh được. Hơn nữa Tần Dũng vốn là một người thì phi rõ ràng nguyên bản hoàng hóa chân nhân này lấy cổ luyện đỉnh coi như là một chuyện tốt lợi quốc lợi dân chỉ là thủ đoạn có chút quá độc ác lại một tên dết ký danh đệ tử của hắn chọc cho hắn có chút không vui cho nên tần dũng vốn cũng chỉ muốn giam hồn phách hoàng hóa tra tấn hai cái lại đưa về long hổ sơn không nghĩ tới bị thủ đạo chân nhân nửa đường cướp đi cũng đỡ cho hắn đi một chuyến bởi vậy tần dũng chỉ cười khẽ một cái cũng không đuổi theo tần dũng chậm rãi đi tới dưới sân nhìn vài kiện pháp bảo hoàng hóa chân nhân lưu lại dưới lòng đất, nhặt thất tinh phất trần lên, nhẹ nhàng rung lên, tiếp theo hắn đem thiên sư ấn hoàng hóa mình thu cùng trảm tà thư hùng kiếm cùng với lượng thiên xích rơi trên mặt đất ném cho đệ tử Long Hổ Sơn ở đây, nhẹ nhàng nói một tiếng. Cút đi, bản tôn thất tinh phất trần này coi như là phần thưởng Long Hổ Sơn bồi thường cho vu môn ta, những thứ rách nát khác các ngươi mang về đi, thuận tiện nói cho trưởng bối sư môn các ngươi một tiếng. Nếu trống đồng miêu cương có thể luyện lại cửu đỉnh, Vung môn ta đã sớm luyện tốt đưa đến triều đình, còn dùng bọn họ đồng thủ, một bài học, lần sau đừng lấn vung môn ta không người, mau cút đi. Những đệ tử Long Hổ Sơn kia vốn cho rằng sẽ bị vung môn trưởng lão này oanh tan thành mây khói, không nghĩ tới hắn ngược lại là một người thị phi rõ ràng, không chỉ thả những đệ tử này một con đường sống còn trả lại ba món chí bảo Long Hổ Sơn, lúc này tiếp nhận pháp bảo xoay người nhất phi kiếm chập vật chạy trốn, nào có phong phạm của đệ tử điển danh môn sau đó Tần dũng lấy sợi dây phất trần trên phất trần thất tinh này xuống, luyện chế thành một đôi giày xuyên mây, truyền cho hậu nhân không đề cập tới. Chưa xong còn tiếp thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06 Tiểu vu minh tưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7 Thần niệm nguyên lai dạng này dùng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chu trạch cầu ở trong thần thức của mình tìm tòi một chút Phát hiện mình có thể sử dụng chú ngữ, thủ ấn, trận pháp cùng với chiêu số vật lộn đã gia tăng thật lớn Chỉ là bởi vì không có trải qua luyện tập Cho nên đại đa số còn không thể thuần thục sử dụng Chỉ có thể thi triển ra một ít thô thiển công pháp hắn đang muốn làm quen một chút phương pháp dùng cụ thể của hai kiện pháp bảo trên người mình thì điện thoại di động của hắn vang lên vừa nhìn biểu hiện là bạn bè âu dương nhạc của hắn gọi tới âu dương nhạc này bình thường cả ngày tán gái trên app buổi tối liền hẹn cư dân mạng gặp mặt hắn cùng chu trạch cầu là bằng hữu nhiều năm hai người mùi hôi hợp nhau bình thường mỗi ngày lẫn lộn cùng một chỗ âu dương nhạc ở đầu dây bên kia hưng phấn đối chu trạch cầu nói ra tử quỷ hôm nay một ngày đi nơi nào điện thoại di động cũng không gọi được không phải buổi tối đi chơi tiểu thư bị cảnh sát thúc thúc bắt đi tiến hành giáo dục lại đi a à. cúc lão tử ứng tuyển đi không làm việc thì nuôi lão tử đi điện thoại di động không thông đó là đang sửa đang sửa bản thảo không muốn nhận tìm tôi có chuyện gì a à, chu trạch cầu suýt nữa nói lỡ miệng ngươi nha lại đang lo lắng ta tìm ngươi vay tiền đi yên tâm gần nhất anh em có tiền buổi tối hôm nay có tới hay không quán ba ba cái tiểu lô ly nga tiểu tử ngươi có bản lĩnh tự toàn bộ phao đi âu dương nhạc dâm tiện biểu lộ tại điện thoại đầu này chu trạch cầu đều có thể rõ ràng cảm giác được nếu thay đổi bình thường chu trạch cầu không cần nghĩ ngợi sẽ lập tức ra cửa nhưng hiện tại hắn tu luyện vu môn công pháp sau đó khống chế dục vọng có vẻ càng thêm thông dong nguyên lai like một ít tạp niệm dần dần từ trên người rời đi bất quá ở nhà ngủ một buổi chiều cũng đang muốn ra ngoài giải sầu, liền đáp ứng Âu Dương Nhạc, nhìn thấy vị trí hắn gửi tới là quán ba mèo đen gì đó trên đường quán ba, bọn họ hẹn 10 giờ tối gặp mặt ở cửa quán ba. Chu Trạch Cầu trước thay đổi một thân tán gái chiến bào, lại ăn chút gì liền ra cửa. Bắt xe thẳng đến quán ba mèo đen, xe hẹn trên mạng chỉ chốc lát đã tới, Chu Trạch Cầu liền xuống trạm xe ở cửa quán ba chờ Âu Dương Nhạc. Trong lúc chán đến chết, Chu Trạch cầu nhân cơ hội buông ra thần niệm của mình, tra xét bốn phía, hắn phát hiện hiện tại hắn không chỉ có thể dựa vào thần niệm tra xét được hành động của sự vật, thậm chí ngay cả cảm xúc dục vọng biểu hiện ra trên người con người cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng lần đầu tiên dùng thần niệm tra xét lại khiến Chu Trạch cầu hoảng sợ, cách hắn 5 mét, hai nam nhân hèn mọn cùng một nữ nhân yêu diễm đang nói chuyện, trong đó nam nhân mập mạp kia cả người tràn ngập dục vọng màu đen, vừa nhìn chính là lòng mang ý xấu một nam nhân gầy gò khác thì hiện ra một loại cảm giác bệnh hoạn hẳn là người nghiện mà nữ nhân ăn mặc phi chủ lưu kia lại càng tuyệt thế nhưng chấp động ra một cổ dao động tinh thần xảo trá chu trạch cầu lười đi điều tra sâu thân phận thật sự của tổ người này lại tra xét trong quán bar sau khi thần niệm tiến vào quán bar đầu chu trạch cầu đột nhiên giống như nổ tung vô số loại dục vọng mãnh liệt nương theo âm nhạc mãnh liệt đánh tới trước mặt hắn vội vàng đem thần niệm hướng bên cạnh tránh né trùng hợp đi vào trong toilet của quán ba chu trạch cầu ngay tại chỗ liền nổi lên một chút tâm tư ác độc theo cửa lớn liền hướng vào trong dò xét đi vào đầu tiên thần niệm đi qua nhà vệ sinh nam đang lúc hắn tràn đầy ý nghĩ y y muốn tìm tòi nghiên cứu đến cùng trong nhà vệ sinh nữ lại nghe được trong phòng vệ sinh nam truyền ra một trận tiếng rên rỉ qua wow, có nguyên liệu a à, chu trạch cầu lập tức chuyển thần niệm hướng phòng vệ sinh nam tra xét đi vào sau đó Chu Trạch Cầu liệt hành động này vào một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy chuyện đã xảy ra sau đó tại chỗ ở trước cửa quán ba nông khang. Bởi vì hắn trong tưởng tượng khác phái kịch liệt giao phong tràn diện không có phát hiện, mà là thấy được hai cái lớn thô kịch nam đồng bào đang một trước một sau gian khổ chiến đấu hăng hái. Đạo diễn Nội dung hạn chế, mời xem cùng phụ huynh, chu trạch cầu nông khang không ngừng, cuối cùng đem nước chu phun ra tự nhiên cũng đưa tới bên cạnh nghị luận mà hai người đàn ông vừa rồi ở bên trong kịch chiến cũng đi ra một người trong đó ở bên cạnh nói người nào nha không có tửu lượng thì đừng uống a à, uống nhiều ở bên đường mất mặt mà người đàn ông âm dương quái khí kia ở bên cạnh nói không đúng a à, nhìn bộ dáng hắn phun nước chua này không phải phát nghiện chứ tuổi còn trẻ đã không học giỏi thân cậu cũng không được học hắn nha đến đây chúng ta thử lại tư thế khác Chu Trạch Cầu nghe vậy, thầm nghĩ đối với nam nhân âm dương quái khí kia sử dụng một cái mê hồn chú, để cho nam nhân kia tự cho rằng mình là một con gà mái, ở trên đường vừa đánh minh, vừa bắt chước đẻ trứng, nhìn hắn còn nhiều miệng. Bất quá, Chu Trạch Cầu vẫn nhìn xuống, nguyên nhân chủ yếu không phải bởi vì hắn là một người lòng dạ rộng lớn, mà là bởi vì. Mê hồn chú cần người thi thuật nhìn chầm chầm hai mắt người bị thi thuật 10 giây. Chu Trạch Cầu cũng không nắm chắc có thể nhìn chầm chầm nam nhân âm dương quái khí kia 10 giây mà mình không điên cuộn nôn nữa. Ngay khi Chu Trạch Cầu dựa vào một thân cây lau miệng, Âu Dương Nhạc mang theo ba nữ sinh ăn mặc giống em gái học sinh từ trên xe taxi xuống. Âu Dương Nhạc này lớn lên không tới 1m6, mang theo một cặp kính mắt, trên cầm nhọn còn có một viên hát trĩ. Toàn bộ một người đàn ông đáng khinh tiêu chuẩn, Âu Dương Nhạc dẫn theo ba cô gái nhỏ đi tới trước mặt Chu Trạch Cầu, chỉ vào chu trạch cầu nói với ba cô gái kia đây là anh chu trạch cầu mà em vừa nói với các anh anh cầu cầu uống rượu rất lợi hại nha đêm nay các anh phải cùng anh ấy uống cho ngon nha một cô gái trong đó hít mắt kéo tay chu trạch cầu qua nói với chu trạch cầu thì ra là anh cầu cầu nha em tên là tiểu yến tử chúng ta ra bờ sông tản bộ đi nơi này ồn ào quá âu dương nhạc ở bên cạnh nhíu mày nói không phải vừa rồi ở trên mạng nói sẽ đến ngâm mèo đen sao? Sau gặp soái ca lại muốn gặp Chu Trạch Cầu lại cười đối với cái kia hiếp híp mắt tiểu yến tự nói. "Tốt, ta thích nhất tản bộ, chúng ta cùng đi thôi, kia hai vị mỹ nữ xưng hô như thế nào a?" À? "Ta tên Hoang Hoang, ta tên Tiểu Mỹ, hai cô gái xinh xắn chớp chớp mắt kéo tay Âu Dương Nhạc nói với Chu Trạch Cầu." "A, à, được, chúng ta đi thôi." Chu Trạch Cầu ném ánh mắt về phía Âu Dương Nhạc dắt tiểu yến tử kia đi xuống kỳ thật lúc âu dương nhạc xuống xe chu trạch cầu đã chú ý tới đoàn người bọn họ tiểu tử âu dương nhạc này không cần phải nói là một đầu nam trọng nữ sướng cách thật xa đã nhìn thấy sắc dục bao phủ trên người hắn nhưng rất kỳ quái chính là trên người ba cô gái kia như thế nào lóe ra từng đợt tham niệm hơn nữa giữa ba người còn có hắc khí tương liên mà người bình thường không nhìn thấy chu trạch cầu âm thầm chuẩn bị vừa nghe đến tiểu yến tử kia muốn đi tản bộ với bọn họ chu trạch cầu liền hiểu thì ra gặp phải băng nhóm lấy sắc dụ dỗ nam giới sau đó cướp tiền hoặc là mang đến quán ba đen tiêu phí rượu chu trạch cầu cũng không vạch trần một là muốn thử xem bản lĩnh của mình hai là cũng muốn cho tiểu tử âu dương nhạc này chịu chút đau khổ liền theo ba nữ nhân kia dọc theo một con phố quán ba hướng phong quan ven sông mang đi dọc theo đường đi ba cô gái kia nháy mắt với nhau dắt âu dương nhạc cùng chu trạch cầu hai người bước nhanh tới âu dương nhạc bắt đầu còn có chút kỳ quái bất quá hắn nhìn ba cô gái thỉnh thoảng ném tới mị nhãn trong lúc nhất thời ngay cả cha mẹ cũng quên họ gì làm sao còn có thể suy nghĩ quá nhiều một lòng nghĩ tới bờ sông làm sao hẹn mấy cô gái này đi thuê phòng chu trạch cầu vẫn không ngừng dùng thần niệm dò xét cảm xúc và dục vọng của ba cô gái này phát hiện lúc này toàn bộ cảm xúc của các cô đều là đắc ý và tham lam cùng với sự cười nhạo đối với âu dương nhạc và chính mình hắn cơ bản khẳng định ba cô gái này là khay rượu không thể nghi ngờ không nghĩ tới thời đại này còn chơi loại trò này à tiểu tử âu dương nhạc này cả ngày săn thú lần này bị ba tiểu hồ ly này trở thành con mồi may mắn có chu đại gia ở đây nhìn xem ai là con mồi đi chu trạch cầu vừa nghĩ vừa khóe miệng toát ra một tia mỉm cười đồng thời hướng về phía tiểu yến tử kia chớp chớp mắt tiểu yến tử kia thấy đại công sắp thành công cũng không khỏi hiếp hiếp mắt bay tới một cái mị nhãn với chu trạch cầu chỉ chốc lát sau bọn họ đi tới cửa một quán ăn nhỏ trong đó cô gái tên Tiểu Mỹ kéo Âu Dương Nhạc nói: "Anh đẹp trai, chúng ta vào ngồi một lát đi, đi mệt mỏi quá. Đúng vậy, chúng ta vào trong ăn chút gì đi." Hoang Hoang cũng từ bên kia kéo Âu Dương Nhạc vào trong quán ăn. Chu Trạch cậu tự nhiên cũng đi theo Tiểu Yến Tử cùng nhau đi vào, trước khi đi vào hắn nhìn thoáng qua tên trên bảng hiệu. Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân ánh đèn trong quán ba nhỏ vô cùng tối tăm, tản ra một mùi mốc meo hai ba nhân viên phục vụ ngậm điếu thuốc đứng ở một bên nhìn chằm chằm đoàn người chu trạch cầu cả bữa ăn chỉ có một nhóm khách âu dương nhạc lúc này cũng cảm giác có chút không ổn nói với tiểu mỹ nơi này em quen không hoàn cảnh không tốt lắm chúng ta đổi nhà khác đi em không quen nhưng em cảm thấy tên quán này thật lãng mạn ở đây thôi em không muốn đi nữa đẹp trai được không tiểu mỹ vừa lắc cánh tay âu dương nhạc vừa nũng nịu nói Âu Dương Nhạc tiểu tử này ngay tại chỗ liền dẫn đầu ngồi xuống. Chu Trạch Cầu mỉm cười nhìn lướt qua mấy nhân viên phục vụ xung quanh, không phát hiện có gì dị thường. Cũng đi theo ngồi xuống, hắn đối bên cạnh Tiểu Yến Tử nói: Các ngươi biết Tiểu Lâu một đêm nghe mưa xuân là có ý gì sao? Âu Dương Nhạc lúc này lại đi lên nói: Cầu Cầu Đồng học a, à, ngài đừng phát hiện ngươi đọc qua vài năm sách được rồi, Tiểu Lâu một đêm nghe mưa xuân nha không phải là chúng ta đợi lát nữa đi thuê phòng, mọi người trước xem Xuân Sắc lại nghe Xuân Vũ nha. Nói xong cười dâm đảng. Ha 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 ha. Âu Dương Nhạc đắc ý nhìn bên cạnh Tiểu Mỹ cùng hoang hoang hai người, các nàng ngược lại không có lý Âu Dương Nhạc, chỉ lo kêu gọi nhân viên phục vụ đi lên gọi món. Chưa xong còn tiếp thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08 Thực sự là một cái dục vọng đô thị. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 09 Nico đến đòi thuyết pháp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Hủy đi miếu trước tiên sắp đặt bạn đang nghe tại truyện chấm audio chu trạch cầu chỉ cảm thấy chung quanh giống như chiếu phim đồng dạng liên tục hiện ra quan quái lục ly cảnh sắc sau đó chính mình cùng tạ tử xuyên phản phất tiến vào một cái đường hầm không đến vài giây thời gian lại thấy được một cái lóe lên bạch quan lối ra hai người một đầu sông ra ngoài đi ra vừa nhìn hai người dĩ nhiên đi tới cửa sau chùa đồng phúc chu trạch cầu vội vàng nhỏ giọng hỏi tạ tử xuyên sư phụ ngươi vừa rồi dùng pháp thuật gì a à? thật phong cách nha đây là chúng ta để gian nhất mạch trời sinh không gian nhảy vọt thuật, là chúng ta để gian nhất mạch vu sinh tới là có thể tu luyện công pháp, ta chỉ có cửu phẩm tu vi, chỉ có thể ở trong vòng trăm dặm sử dụng, đừng nhìn vừa rồi chỉ bất quá trong nháy mắt thời gian, ta cùng ngươi đã nhảy hơn ba nghìn sáu trăm cái thời không, chỉ cần ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bị lạc ở thời không loạn lưu bên trong. Tạ tử xuyên thỉnh thoảng ngắm đồng phúc tự cửa sau, nhỏ giọng đối chu trạch cầu nói sư phụ cái này quá không công bằng đi các ngươi để giang nhất mạch trời sinh có thể tu luyện thần thông như vậy chúng ta hậu thổ nhất mạch đâu chu trạch cầu cũng học tà tử xuyên bộ dáng vừa ngắm người ta cửa sau vừa đối tà tử xuyên nói hậu thổ nhất mạch trời sinh có thể tu luyện công pháp cũng có chỉ là ta còn không có truyền thụ cho ngươi lần này sau khi trở về liền truyền cho ngươi tiểu tử ngươi có hay không đem trên người hai kiện pháp bảo cách dùng thông hiểu đạo lý a à? còn chưa kịp quen thuộc chớ nói chi là thông hiểu đạo lý. Chu Trạch Cầu cũng học theo tạ tử xuyên chọn tiền giấy hương nến. Cũng không có quan hệ gì, chỉ bất quá phải cẩn thận một chút, đợi lát nữa ngươi theo ta phân phó làm là được. Tạ tử xuyên không để ý tới chủ tiệm nhiệt tình đề cử mà là đơn độc chọn một bao đàn hương cùng một bó chỉ hương cùng với mấy đao giấy tiền, quét mã trả tiền mang theo chu trạch cầu rời đi. Tạ tử xuyên mang theo chu trạch cầu đến một quán mì chay ngồi xuống, gọi hai chén mì chay, sau đó nói với Chu Trạch Cầu. Chờ một lát ngươi trực tiếp mua vé vào cửa chính vào Đồng Phúc tự, sau đó đem bao đàn hương này ném vào trong lò đốt hương, ta lại viết một đạo bùa chú ngươi ném nó vào trong hồ phóng sinh công đức, sau đó đi ra là được, cẩn thận đừng để cho người ta thấy được. Sư phụ, lúc con đi vào những ni cô có đạo hạnh kia sẽ không cảm ứng được khí tức trên người con sao? Trên người ngươi có pháp y hộ thân của Vu Môn ta, tuy rằng trước mắt ngươi vẫn chưa sử dụng được nhiều diệu dụng của pháp y này, nhưng pháp y đã nhận chủ tự nhiên sẽ che giấu khí tức của ngươi bọn họ không phát hiện được thân phận truyền nhân của vua môn ngươi kỳ thật tiểu tử ngươi nếu có thể phát huy được diệu dụng của hai kiện pháp bảo này ta còn chuẩn bị muốn ngươi đến phòng bếp của bọn họ đi một chuyến đây tạ tử xuyên nói xong rút ra năm căn trong chỉ hương đặt ở một bên sau đó lại đem ngón giữa của mình cắn nát ở trên một tờ bùa chú vẽ một đạo tiếp theo đối với bao đàn hương kia kết một cái dấu tay niệm một câu chú ngữ cuối cùng tạ tử xuyên cười thần bí ra hiệu cho chu trạch cầu bắt đầu hành động chu trạch cầu nhìn tạ tử xuyên thần bí cười trong lòng liền biết sư phụ khẳng định có cái gì làm ác ý nghĩ hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy ba lần năm lần ăn mì chay cầm lấy đàn hương cùng phụ giấy trên bàn lại cầm lấy chỉ hương còn lại cùng tiền giấy giả bộ thành một khách hành hương đi dân hương đến cửa trước chùa đồng phúc chu trạch cầu bỏ ra mười đồng mua vé vào cửa quả nhiên không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn là phần tử phá hoại vuông môn, bất quá hắn lại cảm nhận được mấy cổ dao động tinh thần lực cường đại, hắn không dám dùng thần niệm dò xét, mà là quay đầu xem xét chung quanh, phát hiện mấy cổ sóng tinh thần cường đại này dĩ nhiên đều là từ xương phòng phía sau đại điện truyền đến, xem ra tuệ tỉnh sư thái kia thật đúng là mời mấy trợ thủ tọa trấn A. Chu trạch cầu không suy nghĩ nhiều, đi theo đám người đi. Tới trên đại điện, giả bộ dập đầu lạy mấy lạy, hắn phát hiện ni cô trung niên chủ trì sự vụ trên điện cũng có tu vi không tệ có một tầng kim quan nhàn nhạt vây quanh bốn phía đỉnh đầu của nàng chu trạch cầu ở trong điện không dám ở lâu sau khi ra khỏi đại điện thì đi thẳng đến lò đốt hương theo mọi người cùng nhau ném chỉ hương tiền giấy và đàn hương vào một lát sau chu trạch cầu cũng không phát hiện này đốt hương lô có cái gì ngoại ý muốn xuất hiện liền chậm rãi hướng đại điện bên ngoài phóng sinh công đức trì đi tới đi tới bên cạnh hồ công đức Chu Trạch Cầu trước tiên nhìn một chút ni cô phụ trách trong coi hồ phóng sinh bên cạnh, phát hiện ni cô này nhìn qua hơn 50 tuổi, trên người vần quanh kim quang mà người thường không thể nhìn thấy, quanh thân làm cho người ta có một loại cảm giác trung chính bình thản. Kim quang kia chính là Phật quan công đức mà người thường nói, có thể thấy được tu vi lão ni này càng thắng ở trong đại điện kia. Chu Trạch Cầu muốn nhìn kỹ diện mạo ni cô này, nhưng hắn lại phát hiện với tu vi trước mắt của hắn căn bản là không thấy rõ mặt ni cô này, phản phất giống như là cách thật nhiều tầng xa. Chu Trạch Cầu nghĩ thầm. Ta muốn ném lá bùa trước mặt ni cô này, tất nhiên sẽ bị nàng bắt ngay ngắn, đi dạo trước rồi nói sau. Đột nhiên ni cô kia giống như cảm giác được cái gì, không ngừng nhìn xung quanh bốn phía, khi ánh mắt đảo qua trên người Chu Trạch Cầu thoáng dừng lại một chút, lại chuyển tới nơi khác. Nhưng khi Chu Trạch Cầu bị ánh mắt nàng quét trúng lại cảm thấy một trận tinh thần ba động rất mạnh mang theo uy thế cực lớn đánh tới trước mặt, trên người một trận khí huyết cuồn cuộn, mà pháp y hộ thân lúc này tự động phóng ra một tầng bạch quan thay chu trạch cầu ngăn cản thần niệm của lão ni kia. Cho nên lão ni mới không phát hiện chu trạch cầu có manh mối gì. Chu trạch cầu nhất thời cũng không tìm thấy cơ hội, đành phải đi vòng quanh toàn bộ chùa đồng phúc tham quan, may mắn buổi sáng khách hành hương đến du ngoạn khá nhiều. Chu Trạch Cầu đi theo bọn họ vòng tới vòng lui cũng không khiến cho người nào chú ý, mãi cho đến giữa trưa, Chu Trạch Cầu phát hiện có một tiểu ni cô tới tìm lão ni cô công đức trì nói vài câu, sau đó lão ni kia đi theo tiểu ni cô kia đứng dậy đi về phía hậu điện. Chu Trạch Cầu chờ cô đi xa, vội vàng chạy đến bên hồ ném lá bùa xuống, ném xong cũng không quay đầu lại chuồn ra khỏi chùa đồng phúc. Chu Trạch Cầu vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tạ Tử Xuyên đứng ở một bên, trong tay đang cầm nồi thuốc lá của hắn nhàn nhã hút thuốc. Hắn thấy Chu Trạch Cầu ra cửa liền vẫy vẫy tay với hắn ý bảo hắn lại đây. Sau đó mang theo Chu Trạch Cầu đến một quán trà gần đó, hai người muốn một phòng riêng ngồi xuống. Làm sao dùng thời gian dài như vậy a? À? Không phải là bị vị sư thái nào coi trọng cùng ngươi đàm kinh luận đạo a? À? Tạ Tử Xuyên chậm rãi uống một ngụm trà xanh, cười đối Chu Trạch Cầu nói: Sư phụ a, à, lão nhân gia người cũng có trí tưởng tượng thật. Lúc con thả đàn hương còn không có việc gì, nhưng khi con đến hồ phóng sinh công đức thả phù giấy phát hiện có một lão ni cô tu vi rất cao ở nơi đó trông coi, cho nên mới chậm trễ thời gian. Cái dạng gì tướng mạo, ngươi thấy rõ ràng sao? Tạ tử xuyên buông chén trà xuống, nghiêm mặt hỏi. Hơn 50 tuổi, ta lại thấy không rõ tướng mạo của nàng, nàng giống như phát hiện ta, nhìn thoáng qua ta, ta cảm giác uy thế rất mạnh, may mắn có hộ thân pháp y ngăn trở thần niệm của nàng, bằng không thiếu chút nữa sẽ phát hiện ra ta chu trạch cầu lại nói tiếp vẫn có chút sợ hãi. tạ tử xuyên chậm rãi suy nghĩ một chút, giống như ở đồng phúc tự bên trong không có nhân vật này a. À, đồng phúc tự tuệ đời sau ba cái sư thái, một cái tuệ định đang bế quan, một cái tuệ viễn tuổi đã qua bảy mươi cũng sớm không quản lý, mà tuệ tỉnh thì không nên đi trong coi công đức trị phóng sinh. tạ tử xuyên cũng không nghĩ nhiều, đem năm sợi chỉ hương đặt ở trên bàn, hai tay ngón trỏ tương đối kết ra một cái vuông môn ngũ hành ấn miệng niệm chú ngữ. Chỉ thấy trên bàn năm sợi hương lập tức toàn bộ dựa theo ngũ hành phương vị đứng ở trên bàn, hơn nửa đồng thời đốt lên. Tiếp theo tạ tử xuyên lại lấy ra bàn cờ vây khống chu trạch cầu lần trước, chỉ thấy phía trên hiện ra một quân cờ đen, tạ tử xuyên tay ấn quân cờ đen lẩm bẩm một hồi rồi thả bàn cờ xuống. Ta ở chỗ này trước tiên đem trận pháp sắp xếp tốt, đến lúc đó ngươi ở chỗ này thủ hộ chính là, này ngũ hành mê trận dùng để vây khốn đồng phúc tự các tăng ni khác, này gần trong gan tất chân trời trên bàn cờ hắc tử tựu đại biểu cái kia mặt sẹo tiểu côn đồ. Đến lúc đó nếu như ngươi nhìn thấy cái này hắc tử đang di động, ngươi liền dùng vô lực khống chế cái này hắc tử không cho nó đi ra bàn cờ là được. Ta trước chuyên tâm ứng phó tuệ tỉnh lão ni. Sau đó lại nhất cử thanh lý cái kia mặt sẹo côn đồ. Tốt, sư phụ, ta trước thử xem chu trạch cầu tiếp nhận bàn cờ, thử dùng chính mình vô lực khống chế quân cờ, phát hiện rất nhẹ nhàng trước không nên lộn xộn, đỡ phải đã thảo kinh xà, tạ tử xuyên tiếp nhận chu trạch cầu thủ trên bàn cờ đặt ở một bên. Sau đó thì cái chướng mắt thuật đem ngũ hành hương trận giấu đi. Kêu phục vụ viên tiến vào gọi mấy món ăn, chỉ chốc lát sau phục vụ viên mang lên xong đồ ăn liền lui ra ngoài. Tạ tử xuyên chu trạch cầu vừa ăn vừa trò chuyện. Sau khi cơm nước xong, ngươi trước tiên đem pháp bảo trên người làm quen một chút, vạn nhất bọn họ muốn phá trận, ngươi cũng có năng lực tự bảo vệ mình ngũ hành mê trận này cùng đàn hương ngươi buổi sáng ném vào trong lò đốt hương chặt chẽ tương liên, đợi lát nữa sau khi ta chính thức phát động hương trận, đàn hương đốt lư hương trong đồng phúc tự sẽ phóng ra ngũ hành mê khói, đem toàn bộ trong ngoài đồng phúc tự bao phủ, tu vi yếu một chút căn bản ngay cả cửa phòng của mình cũng không ra được. Lúc này mấy người tuệ tỉnh bọn họ tất nhiên biết hướng đi của chúng ta, ta như thế. Sư phụ, nguyên lai like ngươi vừa mới cùng hai lão hồ ly kia âm thầm liên lạc tốt lắm nha, ngài tiễn bốn lão hồ ly chu trạch cầu nghe được nửa chừng không khỏi cười mắng tiểu tử ngươi thì biết cái gì ngươi không vô sĩ uổng thiếu niên sao tạ tử xuyên lão thần nói sư phụ cũng gọi là thiếu niên sao chu trạch cầu chỉ dám nghĩ trong lòng nhưng không nói ra tạ tử xuyên giao phó xong về sau kêu nhân viên phục vụ bỏ đi bát đũa chính mình ở một bên tiến vào minh tư bên trong chu trạch cầu thì bắt đầu tìm tòi ra trong đầu mình hộ thân pháp y cùng với mặt vân lý phương pháp sử dụng bắt đầu từng hạng mục luyện tập thì ra pháp y hộ thân mà hậu thổ nhất mạch vuông môn này đời đời tương truyền chính là năng lực phòng hộ không chỉ có thể phòng hộ các loại công kích vật lý còn có thể có năng lực ngăn cản mạnh mẽ đối với pháp bảo công kích của hai môn phật đạo quan trọng nhất là còn có thể bảo vệ tâm thần người mặc không bị công kích con cháu vuông môn lúc sơ kỳ nguyên thần yếu ớt dễ dàng bị trực tiếp tổn thương đến thần thức chân linh, là một nhược điểm quan trọng. Đồng thời cái pháp y này còn có thể che giấu người mặc thực lực khí tức, để cho đối phương nhìn không thấu tu vi. Mà xuyên vân lý này là do năm đó Tần Dũng đoạt được thất tinh phất trần của hoàng hóa chân nhân luyện chế, đối với cao thủ mà nói uy lực không mạnh, nhưng đối với người tu luyện bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện pháp bảo hộ thân thật tốt, sử dụng pháp lực thúc dục xuyên vân lý, có thể trong nháy mắt trốn đi, mà không bị ngũ hành vây khốn, lúc đối phương đột kích đột nhiên đã ra xuyên vân lý đương là có thể tương lai giả bị vây trong lưới lớn, mà trên lưới lớn này lại có các loại vu chú do tần dũng gia trì, sau khi bị vây khốn từ thân thể đến thần thức không gì không bị chế trụ, mặc cho ngươi làm sao đâm kiếm cũng vô dụng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.